Quỳnh chào mừng quý vị đến với chương trình Alo Phim Nga. Một tuần trôi qua thật là nhanh và mỗi ngày thứ bảy chúng ta lại gặp nhau để nói về phim ảnh, về một đề tài mà như Quỳnh tin chắc rằng là nó đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống tinh thần của quý vị. Bên cạnh những bộ phim truyền hình, những câu chuyện hậu trường về các diễn viên, về ekip đoàn làm phim, thì có đôi khi chúng tôi cũng rất vui mừng nhận được nhiều câu hỏi quý vị gửi về, nhiều cái thắc mắc xung quanh những cái vấn đề về kỹ thuật, về nghệ thuật làm phim. Mà điều này thì có lẽ là chúng ta cũng cần gặp gỡ với những người rất là giỏi về chuyên môn, đó là những đạo diễn. Và như Quỳnh mong rằng cuộc gặp gỡ với một đạo diễn trẻ nhưng rất thành công hiện nay sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc kể trên trong chuyên mục Bật Mí. Và chương trình còn có những nội dung quen thuộc, mời quý vị theo dõi sau đây. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng thôi. Có thể là sẽ hơi đi vào chuyên môn một chút xíu cho những ai mà quan tâm đến lĩnh vực phim ảnh. Bởi vì ngoài những cái cuộc trò chuyện bên lề về các bộ phim mà quý vị theo dõi trên sóng HTV để biết được hậu trường có những gì đặc biệt, có đôi khi thì nhiều quý vị khán giả cũng liên hệ với Như Quỳnh và nói rằng là có nhiều cái kỹ thuật làm phim, những cái cách làm phim mà họ cũng không hiểu lắm. Thì ngày hôm nay Như Quỳnh rất là hân hạnh được mời đến một người có thể coi là anh có nhiều kinh nghiệm, nhiều kỹ năng và thậm chí là được đào tạo rất là bài bản ở Hollywood cơ. Và cái tên gọi là chúng tôi hay chọc là một đạo diễn trăm tỷ, đạo diễn bảo chứng phòng vé, nhiều cái danh xưng đang dành cho anh bởi vì anh trẻ nhưng mà những tác phẩm anh mang đến đang tạo một cái sự chờ đợi rất là lớn. Thì hãy cùng chào mừng đến với Alo Phim Nga ngày hôm nay đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, hay còn gọi thân mật là Phan Cine. Chào anh. Xin chào Quỳnh và xin chào khán giả của Alo Phim Nga. Dạ, thì thực ra thì trước tiên quý vị sẽ nghe cái tên của anh thì không thấy quen liền như nghe tên của Minh Hằng chẳng hạn, hoặc là những diễn viên mà làm phim cho Miu Lê hoặc là Ngô Kiến Huy. Đó là những cái tên mà quý vị sẽ nhớ trước tiên khi mà xem phim. Ví dụ như bộ phim mà như Quỳnh nhắc ngay đây là bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh. Chắc là quý vị đã xem rất là nhiều và rạp đã từng đón nhận những cái lượt khách mà đông vô cùng. Nhưng nhiều khi cái tên Phan Gia Nhật Linh sẽ bị tạm thời được đứng sau, tại vì người đạo diễn thì họ cực lắm. Họ là cha đẻ một tác phẩm, họ phải ngày đêm nung nấu. Nhưng mà khi nhớ, quý vị nhớ diễn viên nhiều hơn. Nhưng hãy quay lại từ bộ phim đó quý vị nhé. Đây là bộ phim mà doanh thu cho đến khi mà chốt lại là như 120 tỷ. 105 tỷ. Dạ, 105 tỷ. Chà, mình cũng hơn. Sùng bái. Anh cũng mong muốn lên 120 tỷ lắm. Nhưng mà đối với lịch sử của ngành phim điện ảnh chiếu rạp thì đó là một con số thực sự rất là tuyệt vời, rất là gọi là ngoại hạng đó. Và người đã làm nên thành tích đó chính là vị đạo diễn này. Chúng ta nói một chút xíu về bộ phim này. Việt Nam đã chứng kiến nhiều bộ phim remake không thành công về cả doanh thu lẫn về mặt chuyên môn. Thì bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh là một cái bước nhảy vọt, bởi vì nó đạt được cả hai cái điều này. Thì mình để mình làm được một cái tác phẩm thành công như vậy, ngoài cái yếu tố may mắn đạt được từ Hiếu, thì anh và ekip đã phải dùng con như thế này. Thì đối với cái phim Miss Granny thì là cái phim, cái hãng phim mà làm lại cái phim này cũng chính là cái hãng phim mà đã làm cái phim gốc, là hãng CJ E&M của Hàn Quốc. Tức là ở Việt Nam. Đúng rồi, thì họ bên Hàn Quốc thì là họ làm cái bộ phim Miss Granny tiếng Hàn. Yeah. Sau đó khi mà họ mở một cái chi nhánh ở Việt Nam thì họ cũng muốn làm lại chính cái bộ phim mà họ đã sản xuất ở Hàn Quốc. Cho nên là về cách thức làm đồ gì thì họ làm cái đơn vị sản xuất. Coi như giữ được cái tinh thần gốc. Đúng rồi. Yeah. Thì khi mà mình làm thì mình cũng rất là may mắn khi mình làm việc với họ, nên mình cũng học được cái cách mà họ làm việc như thế nào. Và họ thì không có ép buộc mình làm, nói là bây giờ cậu phải làm cái phim này giống đúng, như cái phim tôi, kia. Đúng rồi. Thì đó là một trong những cái yêu cầu đầu tiên mà của họ đưa ra. Tức là cái nói là bây giờ cậu phải làm cái phim này nhưng mà phải rất là Việt Nam. Và kể cả có rất là nhiều chi tiết tương đồng về văn hóa giữa Việt Nam với Hàn Quốc thì mình cũng giữ lại. Xong họ cũng hỏi, ôi cái này nó Hàn Quốc lắm, mình không, ở Việt Nam chưa chắc là phù hợp. Xong mình nói không, nhưng mà thực ra ở Việt Nam cũng nó vậy. Cũng như vậy đó. Thành họ cũng rất là bất ngờ. Tức là, và sau đó họ cứ nói là nhưng mà mình có nên bỏ đi không? Tại vì nếu không thì nó rất là giống bản gốc. Thì cái cách mà họ làm đó là họ không có muốn mình làm bê nguyên si. Họ muốn mình phải làm một cái bộ phim mà thấy được cái tinh thần Việt Nam ở trong đó. Rất là hay. Nhưng mà chính vì điều đó cho nên Như Quỳnh muốn hỏi ngay, tại sao lúc đó cái tên Phan Gia Nhật Linh lại được chọn?
Như mình biết là đạo diễn thì rất là nhiều đúng không? Và để cho mà những cái tinh thần như mà cái hãng CJ vừa thể hiện qua như là anh kể thì họ khá là khó tính đúng không? Thì tại sao? Thật ra thế như mình biết thì ngắt lời. Như mình nên hỏi họ chứ sao hỏi mình? Tại vì thực ra mình thì mình cũng tò mò. Theo như mình biết thì thực ra cái tên Phan Cine, Phan Nghe Nhật Linh thì cũng đã có tiếng trong cái lĩnh vực về phim ảnh trước đó. Nhưng bảo rằng là anh có một cái sản phẩm, một cái thành tựu gì mà bảo chứng cho cái tên anh trước cái thời điểm Em Là Bà Nội Của Anh thì thực sự là chưa. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thì dĩ nhiên chắc chắn câu trả lời nó phải nằm ở hãng CJ và Như Quỳnh sẽ liên hệ sau. Nhưng mà về cái cảm nhận của anh thì thời điểm đó cái kết nối nào mà họ đưa họ đến với anh? Thì thực ra là khi mà họ qua đây thì họ cũng mình cũng biết là họ cũng gặp vài đạo diễn khác nhau để mà phỏng vấn. Thì mình thì cũng vô tình là trước đó là mình cũng rất là thích phim Miss Granny. Mình cũng có ngỏ lời với một cái nhà sản xuất khác mà nói là Việt Nam nên làm những cái bộ phim như cái phim này. Tức là một cái bộ phim về gia đình mình xem rất là vui. Nhưng mà đến cuối cùng có cái gì đó nó động lại, một cái gì đó nó làm cho mình rất là xúc động. Phim thì về tuổi thanh xuân nhưng mà thật ra cuối cùng cái thông điệp đưa ra là về tình mẹ con, tình gia đình. Thì mình có ngỏ cái lời đó. Thì khi mà CJ anh em họ sang thì họ gặp mình, họ nói ồ chúng tôi có 3 dự án muốn làm lại. Bây giờ cậu thích, nếu như mà cậu được chọn thì cậu chọn làm cái nào? Thì một trong cái 3 cái dự án đó thì là cái phim Miss Mà nó biết và bày tỏ được cái. Và sau đó mình nói, thì thật ra mình nói là mình muốn làm cái bộ phim này vì mình rất là yêu thích cái bộ phim đó. Thì mình nghĩ rằng là cũng có thể là chính vì cái gọi là đam mê cái đó. Niềm đam mê đó làm cho họ cảm thấy hứng thú. Và sau đó thì mình cũng nói là nếu như mình làm cái phim này thì mình sẽ làm nó như thế nào. Mình cũng nói về những cái văn hóa của người Việt, những cái bữa ăn của người Việt, những cái món ăn nó ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào, rồi những cái rồi về âm nhạc. Tại trong phim đó thì cái nhân vật chính họ cô đó cô hát, nên mình nói là nếu như mình dùng âm nhạc thì mình sẽ dùng âm nhạc như thế nào. Thì trong cái cuộc nói chuyện đầu tiên thì mình cũng nói chuyện rất là vu vơ tất cả các thứ về văn hóa, về ẩm thực, về âm nhạc và về sở thích của bản thân mình. Thì sau đó thì cũng phải mất 6 tháng sau sau kể từ cái lần đầu buổi gặp gỡ đó. Thì đương nhiên trong thời gian đó thì mình cũng phải gửi cho họ xem là trước đây mình đã làm cái gì. Thì hồi trước đó thì mình toàn làm mấy cái phim nói chung là rất là buồn tẻ. Rất là nặng nề, nhưng mà cũng may là mình có làm một cái phim mặc dù nó không được thành công lắm. Nhưng mà nó cũng có âm nhạc, nó cũng có về ẩm thực, nó cũng là một phim remake, là phim bếp hát. Thì trong đó thì mình cũng trích ra vài cái đoạn mà mình thích. Sau đó mình gửi cho họ xem để họ thấy là cái khả năng mình có thể làm như thế nào. Rồi sau đó thì rất là may mắn mình cũng có được anh Trinh Hoang với anh Nguyễn Quang Dũng, là hai người của HK Film, thì mình cũng đã làm việc với họ. Mình là từng làm phó đạo diễn cho anh Dũng trong phim Mỹ Nhân Kế. Anh Trinh Hoang là sản xuất và lại quay phim đó luôn. Thành ra là họ rất là biết cái cách mình làm việc, cho nên là cũng có những cái lời. Thật ra là CJ lúc đó là hợp tác với HK Film để mà làm cái phim này. Cho nên là HK là cái nhà sản xuất thứ hai của phim đó. Thì anh Dũng là người đã đứng ra, anh bảo Dũng với anh Hoàng là đứng ra bảo chứng đó là nếu như làm không được thì anh Dũng sẽ nhảy vô làm. Nhưng mà nhiều khi bây giờ coi chừng là những bộ phim mà mời Phan Gia Nhật lên chưa chắc anh Dũng mà vô mà người ta chịu đâu nha. Tại vì thực ra cái phong cách của mỗi người nó là đóng đinh cái bản sắc rồi. Anh Dũng có cái kiểu hay của anh Dũng. Phan Gia Nhật Linh có cái kiểu mới của Phan Gia Nhật Linh. Mà cái yếu tố mới này có một cái điểm mà Như Quỳnh không nghĩ rằng là mình cũng gọi là cảm giác chủ quan thôi, nhưng mà nghĩ nó cũng không phải là không đúng đâu. Là việc anh đi học và được đào tạo bài bản ở tại Hollywood, và một cái bằng cấp được chứng nhận tại một cái đơn vị mà làm phim nổi tiếng bậc nhất thế giới như thế, thì thực sự nó có mang lại cho anh một cái sự thay đổi, một cái cuộc cách mạng hoàn toàn về mặt làm nghề hay không? Cũng có rất là nhiều vấn đề. Khi mà mình đi học về thì đi học ở bên Mỹ ấy, cái cách làm việc của họ rất là khác. Có những cái mà khi mà về đây thì mình mất, đó là lý do mình mất 5 năm để mình đi làm những cái công việc khác ở trong đoàn phim, để mình hiểu được cái hệ thống làm việc giữa Việt Nam với ở bên kia nó giống nhau cái gì và nó khác nhau cái gì. Và mình cũng phải cân nhắc trong việc là bây giờ mình áp dụng cái mình cái học gì? Hay là, bởi vì thật ra ở đây cũng có những cái cách mà mọi người đã quen với cái cách làm việc đó và nó hiệu quả hơn khi mà mình bắt người ta phải thay đổi một cái thói quen. Nhưng mà cũng nhờ, mình nghĩ đó cũng phần là nhờ cái điều đó mà mình được
CJ họ muốn làm. Bởi vì CJ thì họ làm việc bên bên Hàn Quốc thì họ làm rất là giống với cái hệ thống của bên Hollywood. Cho nên là vì mình cũng được học từ đó ra, cho nên họ cũng nói à có thể làm việc với cái người này thì sẽ có cùng một cái cách làm việc với nhau. Lúc nãy thì trong câu chuyện của anh kể, quý vị có nghe nhắc đến cái tên Bếp Hát. Bếp Hát là một cái phim truyền hình. Thực ra là chương trình, một cái miniseries. Miniseries trên truyền hình. Thì thật ra chương trình của chúng ta trước hết là những cái bộ phim truyền hình mà quý vị vẫn thường xem, đúng không ạ? Thì hôm nay thì anh đến đây để nói chuyện chủ yếu về phim điện ảnh. Nhưng mà nhân cái câu chuyện đó nhắc lại phim Bếp Hát, coi như là tác phẩm đầu tiên mà nó mang tính chất phổ biến rộng rãi dưới cái tên là tác giả là Phan Nga Nhật Linh. Nhưng mà chẳng may, theo như cách anh kể, anh cũng không nói nhiều lắm với sự tự hào, thì chắc quý vị cũng biết là không được gọi là thành công, đúng không ạ? Trong khi đó thì phim đó cũng là một phim remake từ một phim thành công. Rồi dàn diễn viên lúc đó như Quỳnh cũng nhớ là toàn là cũng ngôi sao không thôi. Rồi cách làm cũng mới. Thế thì anh nhớ lại xem là tại sao nó không thành công. Hình như bộ phim này là 2012, tức là 6 năm trước, đúng không? Anh nếu mà được nhìn lại một cái quãng đường đi qua, kể cả mình đã có tác phẩm thành công rồi, thì anh chia sẻ với khán giả xem là nếu được quay lại làm lại cái bộ phim đó ở thời điểm này, anh chắc là anh sẽ làm thành công hơn hay không? Thật ra nói chuyện mình có nói thành công hay không khó biết lắm. Và giống như đối với phim ảnh thì nó cũng có những cái xui gọi là nó có tính thời điểm nữa. Cũng cùng một phim đó nó ra khác thời điểm, nó cũng có thể thất bại hoặc là thành công. Nhưng mà với cái phim Bếp Hát thì một mặt mình cũng rất là tự hào, thật sự là mình cũng rất là tự hào về cái phim đó, bởi vì mình nghĩ rằng đó là một cái phim mà nó rất là khác biệt với các cái phim truyền hình, một cái cách thể loại khác. Tuy nhiên thì nó cũng gặp rất là nhiều cái vấn đề trong quá trình sản xuất, và cũng như là cái việc là mình phải dựng lại cái một cái phim, cái bản gốc thì họ chỉ có 45 phút thôi, nhưng mà mình phải làm một cái phim thành là phim 80 phút, cho nên là nó cũng phải đẻ ra rất là nhiều thứ. Nhưng mình có nhớ cái cảm giác mình xem cái phim đó, nó hơi lề mề, nó hơi cái nhịp phim mà đối với khán giả Việt lúc đó mình sẽ thấy là nó không có vô cái thị hiếu lắm nha. Nhưng mà thật ra nói vậy chứ sau này mình cũng phát hiện ra là có nhiều bạn bè mình á rất thích hả, có con rất là thích. Đúng rồi, mấy em nhỏ xem phim Bếp Hát là thích hơn, mình cũng thấy an ủi. Mình thật ra đối với Bếp Hát thì cái điều mình cảm thấy tiếc đó là vì mình không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái bộ phim. Ban đầu thì mình không phải là đạo diễn của phim Bếp Hát. Thay thế cuối cùng chứ? Mình thật sự là thay thế cuối cùng. Ban đầu là cái phim đó là anh Dustin Nguyễn là người được mời làm phim đó, nhưng mà vào thời điểm đó thì anh bận với phim Lửa Phật. Cho nên là khoảng một tháng trước khi mà bấm máy thì mình mới được vào. Thành ra khi mà mình mới bước vào trong cái đó là mình đồng thời vừa phải sửa kịch bản mà vừa phải chuẩn bị cho phim, vừa phải casting, làm rất là nhiều thứ. Mà đối với một cái bộ phim như vậy thì mình nghĩ nếu như mình có thêm khoảng 2 tháng để mà làm, để mà chuẩn bị á, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, và đặc biệt với kịch bản nữa. Tại vì giống như là đối với mình, kịch bản để mình sửa cho nó tốt, nó rất là quan trọng. Thì vào thời điểm đó là mình không có quá nhiều thời gian để mình sửa cái kịch bản cho nó tốt hơn. Nó vẫn đến khi bây giờ mình xem lại mình còn nói phải chi cho mình có thời gian. Một cái khác nữa thì ví dụ như cái phim đó thì hồi nếu như mà các bạn xem thì các bạn sẽ thấy là có khoảng 5 bài hát trong phim, thì trong đó là có 3 bài nước ngoài và 2 bài Việt Nam. Thì mình lúc đó vào thời điểm đó thì mình rất là thích mấy bài nhạc nước ngoài, nhưng nhạc nước ngoài thì phải hát lại tiếng Việt. Phải dịch ra. Nhưng mà đối với người Việt Nam thật ra đó, xét cho cùng thì mọi người sẽ cảm thấy gần gũi với những bài hát Việt Nam. Đúng rồi. Hơn là những bài hát quốc tế. Như là mình thì mình thích bài hát quốc tế, nhưng mà phần đông khán giả mọi người sẽ thích những bài hát Việt Nam. Và cái tác phẩm đầu tay thì mình lại còn chưa có thể đọc được cái thị hiếu đó. Đúng rồi. Và cái thành công đã được gọi là bù đắp trong cái Em Là Bà Nội Của Anh là, như mình nghĩ là đối với trường hợp anh chuyển nhạc Trịnh Công Sơn qua một giọng trẻ như Miu Lê đã tạo ra một cái hiệu ứng kinh khủng khiếp. Vì như mình cũng là một fan của nhạc Trịnh, mình biết rõ cái âm nhạc đó phải được hát từ những cái giọng như thế nào mới thành công, phải cắt như thế nào nó mới chạm được trái tim. Thì khi anh dám mạo hiểm đưa cái nhạc đó mà cho một giọng ca trẻ, mà Miu Lê đang đóng đinh với nhạc trẻ, mà vẫn khiến cho bao nhiêu người từ đó trở đi chỉ nghe Còn Tuổi Nào Cho Em với giọng Miu Lê, một cái lượng view kinh khủng khiếp hơn cả cái view bản gốc từ ban đầu của cái thời của Khánh Ly hoặc là những cái người nghệ sĩ khác. Thì đó là một cái thành công rất là lớn từ cái kinh nghiệm đầu tiên. Thì chỉ mới cho thấy một điều là cái thất bại nhiều khi nó lại rất là tốt. Dù rằng về mặt tâm lý như Quỳnh cũng hay đôi khi tự hỏi là
với một người mà họ đã có một cái quá trình làm việc cái nghề, dù là nghề báo liên quan tới điện ảnh, rồi lại nung nấu cái việc đi học ở bên Mỹ, rồi khi đi về mình cũng phải mất một cái thời gian gọi là hổ vồ mồi, tức là chờ thời. Xong tự nhiên vô tay một cái tác phẩm là Bếp Hát, thì thực ra một người lúc đó sẽ có cái nhiệt huyết của việc mình muốn tạo ra một cái thành quả như một cú bom, đúng không? Đúng rồi. Thì lại xịt đó, thì chắc cũng nhiều khi để lại di chứng, tức là tự nhiên mình cũng hơi bối rối là mình có tài thật không, hay là chỉ là cái sự tung hô của đám đông, hoặc là mình có bị lập dị quá trong cái đám đông này, hay là mình nên đi chỗ khác làm chứ ở Việt Nam mình không hợp, đúng không? Cái cảm giác đó nhiều mình rất là hiểu. Thì nếu được nói về cảm xúc của anh sau sự thành công không như mong đợi của Bếp Hát, cho đến khi mà mình chờ tiếp một cơ hội khác đến Em Bà Nội, thì cái khoảng thời gian đó về mặt tâm lý như thế nào? Mình thật ra mình đón nhận những chuyện đó rất là bình tĩnh, tại vì khi mà mình làm một cái gì đó mình hiểu cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Ví dụ như chẳng hạn như mình lúc mình vô làm, mình biết là ok bây giờ mình chỉ có một tháng mình đã cố gắng hết sức, và nếu như nó không thành công như mình mong đợi thì thật ra là mình biết trước cái chuyện đó. Mọi người thì hay nghĩ là chắc là mấy ông đạo diễn chắc không có sẽ rất là bất ngờ, nhưng mình nghĩ là không có bất ngờ gì hết. Nhưng mà mình thấy rõ cái chuyện đó. Nhưng có chuyện bên lề của nhiều người là người ta gọi là con gà tức nhau tiếng gáy, cái là sự thật. Văn mình vợ người, cái chuyện này là có, đúng không anh? Thì có thể là hồi xưa anh chưa có đi học Hollywood về, thì nếu anh làm phim chỉ đến làng nhàng như vậy thì cũng không sao. Nhưng kiểu bây giờ là nhiều anh trong nghề tưởng gì Hollywood cũng chỉ đến thế, anh hiểu không? Thì nó cũng thì Hollywood thì cũng gì đến thế thôi chứ. Thì thực ra đó là hai cái bộ phim remake gắn với tên của Phan Gia Nhật Linh, Bếp Hát không thành công lắm, và rồi đến Em Là Bà Nội của anh rất là thành công. Thì trong cái thường thì sau một cái hào quang thì cái mong đợi người ta sẽ lại càng cao hơn, cái đó là về nguyên tắc. Có thể Bếp Hát xong mà anh người ta chỉ mong đợi anh làm như vậy là tốt, rồi bị anh làm đến thế là xuất sắc. Nhưng mà sau Em Là Bà Nội của anh chắc chắn thì là kể cả nhà sản xuất nè, kể cả khán giả cũng mong là phải hơn nữa. Đúng rồi. Hoặc là phải giữ phong độ. Thì đến Cô Gái Đến Từ Hôm Qua đây thì cũng không phải gọi là dòng phim remake, tại vì trước đúng đó rồi. Chưa có ai làm cả. Nhưng mà gọi là phim chuyển thể tác phẩm văn học thì đúng hơn. Nhưng đây vốn là một thể loại nó không bao giờ là dễ dàng. Khi mà quý vị cũng biết là Nguyễn Nhật Ánh là cái tên mà gọi là gắn với tuổi thơ của biết bao nhiêu người, phải không? Bao nhiêu là cuốn truyện, và trong đầu họ đã có những cái gương mặt nhân vật mà nó đã khắc họa rồi. Thì khi anh làm ra mà anh không làm được như ý họ thì rất dễ bị phản ứng. Hoặc là nếu anh chỉ chuyển thể đơn thuần như là một cái cách diễn dịch thì lại quá buồn tẻ. Thì đối với tác phẩm này, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, mà chắc cũng mới đây thôi, quý vị cũng chắc cũng còn dư âm về bộ phim này. Thì để nói về bộ phim đó, anh có thể tạm kết luận đó được coi là một tác phẩm thành công sau Em Là Bà Nội của anh hay không? Với mình thì đó là một phim rất là thành công. Mình không biết đối với người khác như thế nào, nhưng tại vì thứ nhất là mục tiêu mình đưa ra khi mình muốn làm cái bộ phim đó là mình muốn làm một cái bộ phim mà nó mình được quyền làm cái điều mình muốn, và nó gợi nhớ lại được cái kiểu thanh xuân của mình. Nhưng mà không tránh được sự so sánh, bởi vì là trước đó đã có một tác phẩm của Nhật Ánh cũng rất là liền kề là Tôi Thấy Hoa Vàng Cỏ Xanh, mà cũng cái trường phái làm theo cái hướng như anh vừa nói là gợi nhớ tuổi thơ, gợi nhớ quê hương, rồi sự lãng mạn, sự bay bổng, những thước phim đẹp, phải không? Thì khi mình làm, mình có một chút xíu nào nghĩ tới cái việc là mình sẽ tạo ra một cái dòng cái phim mà nó phải không thể gây ra sự so sánh, hay là mình lại phải học hỏi một cái gì đấy từ Victor Vũ, cũng là một cái tên một người đạo diễn mà được nhiều người họ rất là mến mộ. Mình thì ông thường không có tạo ra áp lực đến từ bên ngoài như vậy. Ví dụ như là ngay cả sau khi làm xong Em Là Bà Nội của anh, thì việc mình chọn Cô Gái Đến Từ Hôm Qua là một cái phim mình nói là đây không phải là cái phim thương mại. Thực ra nó nói về mặt gọi là tính chất thương mại thì cái phim đó nó không có yếu tố. Ngoài đương nhiên ngoại trừ là nó chuyển thể từ cuốn sách của anh Nguyễn Nhật Ánh là cái gọi là yếu tố gọi là ăn khách nhất, là ngôi sao nhất thôi. Còn lại thì mình nói là đây là một cái phim mà nếu như mà không phải là chuyện của anh Nguyễn Nhật Ánh thì nó không phải là phim thương mại. Và cái việc mình thuyết phục được nhà đầu tư bỏ ra một cái kinh phí rất là lớn để làm cụ thể là phim bao nhiêu này. Anh thì đến cuối cùng thì phim cái kinh phí để làm là 20 tỷ. 20 tỷ thì mà doanh thu nghe nó cũng cao dữ lắm ha. Thì doanh thu cũng nói chung là đó là mình nói là phim nó thành công mà. Tức là không nghĩ rằng từ đầu mình làm một tác phẩm nghệ thuật, đúng không? Trừ cái việc là nó có được cái sẵn cái tiếng tăm từ anh Nguyễn Ánh, thì giống như làm nghề để được vui, được thỏa chí đối với cái nghề đúng của mình. Thì nhiều người trường hợp từ đầu khi mà đầu tư làm phim nghệ thuật đó quý vị, thì dù rằng chiếu rạp nhưng họ cũng không có hy vọng sẽ như King Kong, sẽ như Adventure, đúng không? Đúng rồi. Thì mình cũng nói với
với nhà sản xuất là mình sẽ cố gắng làm phim này không có bị lỗ. Rồi mình hứa nhà sản xuất là lời thì không biết bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là sẽ không lỗ. Nhưng mà nhiều nhà sản xuất nào nghe anh nói như vậy mà dám để anh làm, tại vì rõ ràng người thì ta đó, làm phim là lãng mạn cỡ nào cũng phải có tiền chứ. Thì đúng rồi, thì bởi vì cho mình nói là mình thành công trong việc mình đã dụ dỗ được nhà sản xuất đồng ý cho mình làm cái bộ phim đó. Và một cái mục tiêu nữa là mình muốn làm một cái phim mà chuyển thể từ chuyện của anh Nguyễn Nhật Ánh, mà sau khi phim chiếu ra thì ảnh vẫn nhận lời đi nhậu với mình. Dạ, cái đấy mới là khó. Tại vì có nhiều trường hợp như mình thấy là tác giả xem xong bộ phim thì thường hay lắc đầu là đúng anh rồi, đã, là anh thôi, đã không méo mó nó nữa đâu. Lúc nào cũng vậy, nhưng mình luôn hay đặt một cái câu hỏi là anh đã làm phim remake rồi, anh làm phim chuyển thể tác phẩm văn học rồi, và cái phim hiện nay là đại trà nhất là cái phim tự viết kịch bản, tức là không phải lệ thuộc hai cái yếu tố kia. Thì theo một người làm chuyên môn như anh thì thể loại nào nó dễ nhất cho mình khi mà bắt tay vào làm, và nó dễ bỏ tiền nhất cho nhà sản xuất? Nói về chuyện dễ thì thật ra làm phim không có phim nào làm dễ hết á. Phim tài liệu dễ. Phim tài liệu cũng không dễ luôn. Thật ra chỉ có làm phim dở thì mới dễ thôi, chứ còn làm phim hay thì khó lắm. Đương nhiên mỗi cái thể loại nó sẽ có một cái khó khăn riêng của nó. Ví dụ như làm phim remake thì nó được một cái lợi, đó là mình đã có sẵn một cái kịch bản và mọi người đã có một cái hình dung rất là rõ về bộ phim. Nó đã được cấu trúc và nó đã được thử qua cái thị trường rồi. Cho nên là nó dễ ở cái phần đó. Nhưng đương nhiên nó cũng gặp cái khó khăn, đó là nó sẽ bị so sánh, đúng không? Và đôi khi những cái người làm phim họ không có vượt qua khỏi cái bóng của cái tác phẩm gốc. Đối với phim chuyển thể văn học thì nó có cái khó hơn, đó là mỗi người đọc cái cuốn truyện đó có một cái, đúng rồi, họ có một cái hình dung riêng khác nhau rồi. Cho nên là bây giờ mình làm cách gì họ cũng nói là không có giống. Không có đúng, bởi vì thật ra ví dụ như chẳng hạn như nói phim Cô gái đứng đầu hôm qua thì 100 người đọc truyện đó thì sẽ có 100 hình dung về nhân vật Việt An. Mà nếu như mà mình làm cái cách gì thì thực ra ví dụ như cái cô Việt An trong phim đó chỉ là cô Việt An mà mình hình dung thôi, chứ cũng không phải là cô Việt An của anh Nguyễn Nhật Ánh hình dung, hay là cô Việt An của từng khán giả, từng độc giả. Cho nên là mình sẽ phải đối mặt với cái chuyện đó. Và như với mình thì mình nói là thôi, đây là mình phim của mình mà, còn bạn nào muốn làm phim Việt An của bạn thì bạn tự đi làm đi. Chứ mình đâu có thể nào mà mình chiều hết tất cả mọi người được. 1 triệu phiên bản Việt An được. Còn với cái dòng phim, còn với phim mà mình tự viết kịch bản thì đương nhiên cái thử thách đó là mình không có cái gọi là cái nguyên liệu, đúng không? Tức là tất cả mọi thứ nguyên liệu là mình phải tự tạo ra hết. Thì đó là cái lợi ích của nó. Nhưng mà đồng thời cái thử thách là liệu nó có thành công hay không, mình không có biết trước được. Và đôi khi nhưng mà nó được cái là mình có được cái sự tự do. Mình thích viết như thế nào, mình thích đẩy nhân vật mình đi đâu cũng được. Còn với cái chuyển thể văn học hay là làm lại thì mình đã có mọi thứ, nó đã nằm ở trong cái khuôn khổ rồi. Thì còn nếu như bây giờ mình viết một cái mới, mình có một cái sự tự do, mình muốn cho nhân vật bay lên trời đi xuống đất, hay là từ người tốt thành người xấu, hay tính cách như thế nào, là tùy thuộc ở mình có một cái sự tự do rất là lớn để mình tạo ra cái đó. Thì cái cách nào nó cũng có cái hay và cái dở riêng của nó. Và đó là cho quý vị hình dung về ba cái cách làm phim khác nhau, và nó đưa đến những cái hiệu ứng, những cái hiệu quả khác nhau. Nhưng mà từ cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ mình cũng không dám nói là mình thay mặt cho tất cả. Thì theo anh nghĩ thường thì cái mô hình nào nó dễ kiếm tiền được nhất, tức là nó dễ bán phim, dễ chiếu phim nhất? Đối với nhà sản xuất thì mình nghĩ rằng là họ rất là, chắc là họ sẽ thích làm remake. Tại vì những cái đó người ta đã bảo chứng hết rồi. Bây giờ giống như là có khuôn sẵn rồi, chỉ có việc làm mà thôi. Sắp tới đây thì có những cái kế hoạch gì mà anh có muốn chia sẻ với khán giả không? Thì sắp tới đây thì mình cũng sắp chuyển thể một cái truyện tranh. Hiện tại thì cũng chưa có trời, nghe hấp dẫn rồi đó. Nhưng mà chuyển thể truyện tranh thành một tác phẩm điện ảnh à? Đúng rồi, thành một tác phẩm điện ảnh. Và mình cũng đang làm một cái phim hoạt hình. Thì phim hoạt hình là mình tham gia vào khâu kỹ thuật luôn hay sao? Đúng rồi, thì phim hoạt hình 3D. Thì cái phim đó thì là không có chuyển thể. Là tự làm luôn. Đúng rồi, thì hy vọng là cái
Nói chung là ấp ủ sau một thời gian thì sẽ đem đến một cái gì đó nó mới lạ. Cho đến thời điểm này thì cái phòng phim hoạt hình vẫn là bỏ ngỏ của Việt Nam. Em thấy có làm nhiều rồi nhưng mà cũng không có được cái hiệu ứng. Mặc dù là các cái phim bom tấn bên Mỹ, quý vị thấy không? Mỗi một mùa mà ra phim hoạt hình là coi như là lấy hết khán giả. Cho thấy là cái đối tượng khán giả trẻ và bố mẹ của các đối tượng này là cũng rất mong đợi một tác phẩm như vậy. Thì đây, cái tên của một người đạo diễn đến trở về từ Hollywood cho chúng ta một cơ sở hy vọng. Và như anh nói thì có lẽ là anh cũng sẽ không tiết lệ cụ thể một cái gì đâu, nên có lẽ như Quỳnh sẽ hẹn lại cho một cái lần gặp tới. Thì khi đó, khi mà tác phẩm đã thành hình và chuẩn bị ra mắt, thì quý vị sẽ được biết sâu hơn những cái câu chuyện về làm nghề của anh. Và những gì ngày hôm nay anh chia sẻ thì như Quỳnh tin rằng quý vị cũng cảm nhận được một cái bầu không khí rất là nhiệt huyết của một cái lứa đạo diễn mới, tài năng. Và chúng ta hoàn toàn có niềm hy vọng vào điện ảnh Việt Nam. Cảm ơn anh Phan Gia Nhật Linh đã đến với Alo Phim Nghe ngày hôm nay. Cảm ơn Quỳnh và xin chào tạm biệt khán giả của Alo Phim Nghe. Xin chào quý vị. Khôi Trần Hân Hạnh có mặt ở đây trong chuyên mục phim mới để giới thiệu đến quý vị những bộ phim đang và sắp phát sóng trên HTV. Hôm nay phần lớn nội dung chương trình nói về một bộ phim Trung Quốc rất đình đám vừa lên sóng HTV. Đó là bộ phim nào, chúng ta hãy đi vào nội dung chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, vừa lên sóng HTV7 lúc 17 giờ là Diên Hy Công Lược, bộ phim Trung Quốc đang làm mưa làm gió trên các mạng xã hội. Ngoài quy tụ một dàn diễn viên đẹp và tài năng như là Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn, Sa Thi Mạn, Tần Lam, Diên Hy Công Lược còn có kịch bản vô cùng xuất sắc, khắc họa cuộc cung đấu trong hậu cung hết sức khốc liệt và hấp dẫn. Vào năm Càn Long thứ 6, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc nhập cung làm cung nữ, muốn tìm ra nguyên nhân cái chết bí ẩn của trưởng tỷ. Với tài trí hơn người, cô không chỉ đạt được mục đích mà còn 5 lần 7 lượt giúp hoàng hậu củng cố vị thế, được hoàng hậu tín cẩn thu nạp. Nhìn thấu tâm tư của anh Lạc, phú sát hoàng hậu lo lắng anh Lạc sẽ lầm đường lạc lối nên thường bảo ban giúp đỡ cô. Dưới sự dẫn dắt của hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc từng bước trở thành một cung nữ kiên cường, có thể buông bỏ thù hận, sống cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh quyền độc vị trong cung ngày một dữ dội, phú sát hoàng hậu bị hãm hại, khiến Càn Long hiểu lầm, đâm ra oán giận. Chặng đường của Diên Hy Công Lược rất dài, kèm theo rất nhiều câu chuyện, tình tiết đặc sắc. Quý vị hãy đón xem để biết vì sao bộ phim này lại nổi tiếng đến thế. 17 giờ trên HTV7 từ thứ 2 đến thứ 6, bộ phim Diên Hy Công Lược quý vị nhé. Ngoài ra ở các khung giờ khác vẫn là những bộ phim đang rất được quan tâm. 12:30 từ thứ 2 đến thứ 7, bộ phim Singapore Kẻ Thế Vai. Không phải cậu nói, cậu đã phân tích rất kỹ, rất có lòng tin cổ phiếu của VV sẽ tăng sao? Cậu xem, giờ giảm xuống thấp như vậy, cậu phân tích kiểu gì vậy? 19:55 từ thứ 2 đến thứ 5, sitcom Việt Nam mới lên sóng, Ngôi Sao Khoai Tây. 22:30 từ thứ 2 đến thứ 6, Những Bà Mẹ Bỉm Sữa. HTV9 16:45 từ thứ 2 đến chủ nhật, Escobar Kẻ Sống Sót phim Colombia. Di Cáp, đây rồi. Đây. Dây băng, đây nữa. Bột. Chồng tôi đâu? Ông ấy đang chờ cô trong buồng giam. Rất tiếc vì thời gian dành cho chuyên mục phim mới đã hết. Hy vọng cô Trần đã mang đến một vài thông tin hữu ích về các bộ phim đang phát sóng trên HTV. Xin hãy đón theo dõi chuyên mục phim mới vào tuần sau, vì cô Trần còn rất nhiều bộ phim hay muốn giới thiệu đến quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Và thưa quý vị, đến đây thì Như Quỳnh xin phép tạm khép lại chương trình Alo Phim Nghe. Quý vị hãy tiếp tục cho chúng tôi những thắc mắc, những giải đáp, những đề tài mà quý vị luôn luôn mong mà chúng tôi mang đến từ Alo Phim Nghe, để chương trình luôn luôn đem lại một cái gì đó thật thú vị vào một cuối tuần, bằng cách là liên hệ với chúng tôi bằng hai cách: số điện thoại 9100727 hoặc địa chỉ email alofilmnghe@gmail.com. Mỗi thứ bảy hàng tuần 14:30 trên kênh HTV7, Như Quỳnh mong đợi được gặp gỡ tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.